trời chiều nặng mây, tình nặng chiều lòng, nơi trời đất âm dương giao hòa vị duyên. Vị duyên, vị duyên, mây giăng giăng đỉnh núi, nơi các anh nằm sáng mãi tuổi đôi mươi. Vị duyên, vị duyên, nơi những người con ngủ trong lòng đất mẹ, đem máu xương mình xây hình hài tổ quốc, để biên cương mãi mãi thắm màu xanh. Về với vị duyên, về với các anh, thắp nên hương thơm nhớ về đồng đội, núi rừng biên cương nơi các anh nằm xuống, khi khắc trong lòng hai tiếng vị duyên. Về với vị duyên, về với các anh, thắp nên hương thơm nghĩa tình đồng đội, núi rừng biên cương nơi các anh nằm xuống, khi khắc trong lòng vị duyên, vị duyên. Chiều nặng mây, tình nặng chiều lòng, nơi trời đất âm dương giao hòa vị duyên. Vị duyên, vị duyên, mây giăng giăng đỉnh núi, nơi các anh nằm sáng mãi tuổi đôi. Vị duyên, nơi những người con ngủ trong lòng đất mẹ, đem máu xương mình xây hình hài tổ quốc, để biên cương mãi mãi thắm màu xanh. Về với vị duyên, về với các anh, thắp nên hương thơm nhớ về đồng đội, núi rừng biên cương nơi các anh nằm xuống, khi khắc trong lòng hai tiếng vị duyên. Về với vị duyên, về với các anh, thắp nên hương thơm nghĩa tình đồng đội, núi rừng biên cương nơi các anh nằm xuống, khi khắc trong lòng vị duyên, vị duyên, khi khắc trong lòng vị duyên, vị ngày 12 tháng 7 năm nay, mặc cho thời tiết mưa lũ triền miên, nhưng những cựu chiến binh của Ban Liên lạc Sư đoàn 356 tỉnh Lào Cai cùng với các cựu chiến binh và nhân dân trong cả nước vẫn đội mưa về Vị Xuyên để được thăm đồng đội, thăm chiến trường xưa, những ký ức mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang một thời máu lửa, ghi dấu những chiến công của bộ đội ta trong cuộc đấu tranh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ vùng biên giới Tổ quốc. Trong hành trình thăm lại chiến trường xưa, đoàn đã đến thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, cao điểm 468. Tại những địa điểm dừng chân, đoàn đã viếng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Vào đúng ngày này, 36 năm về trước, bộ đội ta đã mở màn chiến dịch MB84, quyết giành lại các cao điểm 468, 685, 1509, 772, 1030 trên mặt trận biên giới Vị Xuyên. Chiến dịch này do Sư đoàn Bộ binh 356 làm nhiệm vụ chủ công.
phối hợp với các cánh quân của các sư đoàn 313, 316 và nhiều đơn vị khác. Trước đó, vào rạng sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc bất ngờ đưa hơn nửa triệu quân cùng hàng nghìn xe tăng, xe cơ giới tràn qua biên giới Việt Nam, đồng loạt tấn công 6 tỉnh phía Bắc từ Pa Nậm Cúm, Lai Châu đến Pò Hèn, Quảng Ninh trên chiều dài 1.200 km. Cuộc chiến ở cùng Vị Xuyên, Hà Giang cực kỳ căng thẳng vì đây là bức tường thành quan trọng về quân sự. Để giành thắng lợi, với ý chí quật cường, quân đội ta đã dùng hàng loạt trận đánh công kiên kết hợp cường tập vây lấn địch. Ngoài 9 sư đoàn quân chủ lực thuộc quân khu 2 trực tiếp tham gia chiến đấu, còn có 12.000 dân công hỏa tuyến cùng 20.000 dân quân tỉnh Hà Giang tham gia đào đắp hàng vạn mét hào, đường giao thông, chi viện lương thực, thực phẩm để xây dựng phòng tuyến biên giới chống lấn chiếm. Do tương quan lực lượng và địa hình phức tạp, để quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, giành giật lại từng mảnh đất thiêng liêng cho Tổ quốc, mà gần 600 cán bộ chiến sĩ của Sư đoàn 356 đã anh dũng hy sinh. Toàn chiến dịch tại mặt trận Vị Xuyên - Hà Giang giai đoạn năm 1979 đến 1989 có hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ hy sinh, bị thương 9.000. Đến nay, nhiều liệt sĩ vẫn chưa tìm thấy hài cốt để quy tập, để lại nỗi đau day dứt trong lòng mỗi người con dân đất Việt. Bảy bảy hai sáu tám năm anh em
đang về. Và kia 1.100.233 cô ích bốn hầm bờ suối dốc núi anh em về dần. Hãy về đồng đội ơi, còn nằm khe đá hay thùng sâu, về đây có nhau như nguyện ước chiên hào, được hòa cùng bầy tre thơ bên sông Lô hát yên bình, quân dân nồng ấm nghĩa tình. Thôi chú quân sinh đơn vị E1, E876, E356 là những người lính của sư đoàn 356. Vào những ngày này gần 40 năm về trước, chúng tôi cùng toàn thể các đồng chí đồng đội đã có mặt ở mặt trận Vị Xuyên. Hôm nay đoàn chúng tôi cùng các đồng chí đồng đội các đơn vị về thắp hương để cúng vong linh các anh hùng liệt sĩ nơi chín suối. Chúng tôi cũng không quản trời mưa, thế nhưng mà cái tinh thần đồng chí đồng đội luôn luôn là nhiệt tình và coi như là đến để thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ nơi biên cương đến giờ. Vẫn như thường liên hàng năm, cuối ngày này anh em chúng tôi lại tụ tập quây quần về tới khu vực Vị Xuyên Thanh Thủy. Anh em tôi là đoàn cựu chiến binh thành phố Lào Cai Sapa. Cách đây 36 năm, anh em chúng tôi những thời kỳ thanh niên sung sức nhất đã tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong khu vực. Ở đây đồng đội anh em còn nằm lại rất là nhiều. Vào những ngày này anh em tôi lại gợi lại những ký ức của tuổi trẻ cách đây 36 năm mà anh em chúng tôi đã từng tham gia ở khu vực này. Hàng năm không năm nào anh em chúng tôi mà không quay lại để gợi nhớ những kỷ niệm buồn vui mà trong suốt mấy chục năm qua cũng là một ký ức mà không bao giờ quên đối với anh em cựu chiến binh thành phố Lào Cai và Sa Pa. Và qua đây cũng thay mặt đoàn cựu chiến binh thành phố Lào Cai Sa Pa nói riêng và cựu chiến binh cả nước nói chung cũng mong các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước cố gắng giúp sức để tri ân cùng với đồng đội anh em những người còn đang nằm ở khu vực nghĩa trang và xã Thanh Thủy, Vị Xuyên và Đại Hương 468. 36 năm sau, những cựu chiến binh nay mái đầu đã bạc. Vào những ngày này, hàng năm họ lại trở về chiến trường xưa, vẫn mong sao có một phút gặp gỡ để nhớ lại cái thời quần nhau với địch, giành giật từng mét chiến hào, từng mòm đồi, khe suối, thung sâu. Mong ước đồng đội cũ gặp nhau mà không thể tay bắt chặt cho mắt rưng rưng, nên họ chỉ biết nhờ nén hương nói hộ nỗi lòng với những người đồng đội nay đã xa mặt cách lời. Trong phóng sự này, xin được gửi đôi điều tâm sự của cựu chiến binh Khánh Tuân, đơn vị đại đội 5, tiểu đoàn 8, trung đoàn 149, sư đoàn 356, người đồng đội đã từng chung chiến hào chiến đấu với các anh, đều có chung cảm xúc nghẹn ngào về với Vị Xuyên. Tháng 7 về nhớ lắm, Vị Xuyên ơi, những cơn mưa rừng triền miên không ngớt, bước chân chúng tôi hòa quyện cùng bùn đất, chẳng sờn lòng người lính giữ biên cương, pháo giặc gầm vang bầu trời biên giới, đất bạc màu núi đá hóa thành vôi. Bạn với tôi tuổi vừa mới đôi mươi, rời ghế nhà trường lên đường nhập ngũ, đường hành quân mùi mực quyện vào trong giấc ngủ, nhớ đến nao lòng hình bóng người thương, bao vấn vương đành phải tạm gác, giặc thù kia ta phải quyết chiến không lùi. MB84 lấn rũi 85 bình độ không tên, cuộc chiến in vào ký ức. Đồng đội tôi mấy ngàn người lính trẻ đã nằm lại hóa đá giữ biên cương. Tháng 7 rồi ta cùng trở lại chiến địa xưa, thắp nén hương thơm tưởng nhớ người đã khuất. Từ Bắc đến Nam, ngàn mái đầu điểm bạc, đứng lặng nhìn
nhiều nấm mộ vô danh. Ký ức chiến tranh ùa về bao kỷ niệm của một thời máu lửa Vị Xuyên. Chiến tranh đã đi qua, nhưng lần nào trở về thăm đồng đội, thăm chiến trường xưa, những trận đánh oanh liệt, bi hùng của một thời chiến đấu lại ùa về, nghẹn ngào cảm xúc. Những chứng tích lịch sử hào hùng đã để lại cho các thế hệ con cháu mai sau luôn tự hào và khắc ghi công ơn thế hệ cha ông đã anh dũng hy sinh cho sự trường tồn của Tổ quốc. Ngày 27 thì để mà chúng đoàn phán tôi thì các đồng chí ở trên đài thì là hy sinh rất là nhiều, vì là đài là một con mắt để quan sát trong các cuộc chiến đấu của đơn vị pháo. Bởi vậy quân địch là chuyên môn là tìm vào những tổ đài để phản công bắn vào những cái đài, là có những đồng chí là sĩ quan cũng như các chiến sĩ hy sinh trên đài. Thì riêng mặt trận, còn với mặt trận đơn vị pháo thì có tiểu đoàn 11 là chuyên môn làm ở những nơi địa hình rất là lộ liễu, nên là cũng bị thì phản rất là kinh. Và với tiểu đoàn 12 là tiểu đoàn pháo 7602 thì cũng làm ở những địa thế ở chỗ km 12 là thủy điện 304 đấy, thế là cũng có một tiểu đoàn 7 là những người hy sinh mất 5 đồng chí, trong đó có một đồng chí Trương Văn Trường, đó là một đơn vị pháo. Thế còn đơn vị bộ binh thì chúng tôi là không tham gia chiến đấu ở một vùng đất tôi cũng không thể. Kính thưa các vong linh anh hùng liệt sĩ tại mặt trận Vị Xuyên Hà Giang, hôm nay là ngày 12 tháng 7 hàng năm. Tôi là Nguyễn Ngọc Định, trưởng ban liên lạc sư đoàn 356 tỉnh Lào Cai, cũng như là lời hẹn nước hàng năm, lúc còn khỏe thì anh em chúng tôi sẽ lên để thắp hương cho đồng đội. Có lẽ năm nay cũng gần 70 tuổi, mỗi năm sức khỏe nó lại yếu và đồng đội thì người mất người còn. Cái nỗi nhớ đó cũng dày rất và cũng rất mong các đồng chí hôm nay đoàn Lào Cai sang là các phương đồng chí phù hộ độ trì cho chúng tôi mạnh khỏe, bình an cùng đảng, nhân dân, tỉnh Lào Cai để xây dựng mạnh được kinh tế, mạnh được quốc phòng và cùng nhau xây dựng phát triển, xây dựng nông thôn mới. Trên lại Lào Cai của tỉnh điểm và cũng như là mong các đồng chí là phù hộ cho chúng tôi mỗi năm sức khỏe còn yếu để chúng tôi nếu còn sức khỏe thì chúng tôi cũng hứa với đồng chí hàng năm đến ngày này chúng tôi sẽ lên để là thắp hương là cầu các đồng chí là nằm ngủ ở đất mẹ chóng về khỏi cây phương. Rất mong các đồng chí phù hộ độ trì cho đoàn chúng tôi được khỏe bình an. Mảnh đất chiến trường xưa giờ đây đã khác xa. Trong ký ức của các cựu chiến binh chỉ còn nhớ về một chiến trường đầy ác liệt với đạn pháo, đường xá bị cày nát, nhà cửa sơ xác tiêu điều. Đến nay 36 năm sau trước mắt họ, trên bãi chiến trường xưa, thành phố Hà Giang hôm nay là những trường học, công sở, những cánh rừng cây xanh thẳm và rất nhiều trung tâm thương mại sầm uất. Đâu đâu cũng ngập tràn những sắc màu tươi mới, màu của sự ấm no, hạnh phúc. Chúng tôi, những người đồng đội và người con đất Việt, xin được thắp lên mộ phần những nén hương thơm đời đời tưởng nhớ đến các anh, các chị, những linh hồn bất tử để cho bây giờ sự sống lên xanh. Lại chiếc địa xưa nén hương
mượn tiếng guitar gọi tìm bạn cũ. Bạn nằm đâu xót xa hỏi trời cao. Tiếng nấc nghẹn ôm kỷ vật trong tay. Bạn linh thiêng hãy mách dùng tên gọi cho bao năm mồ quanh năm được hương khói. Niềm đau đau còn khắc ở trong tháng mười chìm trong mưa giăng. Người lính già khóc thương đồng đội, những lớp bê tông lạnh lùng vùi lấp. Bao anh linh không thể gọi tên vì duyên chập trùng mấy núi, những đồi thịt băm, những thung lũng chết, những tàn tro hòa vào lòng đất. Mấy chục năm lớp lớp phủ dày, bao đồng đội thăm lại chiến địa xưa, nén hương khóc dòng đau thương tràn ngập. Mượn tiếng guitar gọi tìm bạn cũ. Bạn nằm đâu xót xa hỏi trời cao. Tiếng nấc nghẹn ôm kỷ vật trong. Bạn linh thiêng hãy mách dùng tên gọi cho bao năm mồ quanh năm được hương khói. Niềm đau đau còn khắc ở trong tim. Bao đồng đội thăm lại chiến địa xưa, nén hương khóc dòng đau thương tràn ngập. Mượn tiếng guitar gọi tìm bạn cũ. Bạn nằm đâu xót xa hỏi trời cao. Tiếng nấc nghẹn ôm kỷ vật trong tay. Bạn linh thiêng hãy mách dùng tên gọi cho bao năm mồ quanh năm được hương khói. Niềm đau đau còn khắc ở trong tim. Sao chim thường kéo về làm
gian thu, và em như cụm lan mọc từ những cánh cố thủ già kia. Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây sống gần nhau thân mới thẳng. Có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng dù đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng thường nghĩ về đời mình, phải đấu may như dũi chiều, phải đâu trong đâu cũng đành, phải không em, phải không anh. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mãi nở ngày xưa. Trên đồi núi thật cằn khô, cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ. Và em như cụm lan mọc từ những cánh cố thủ già kia. Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây sống gần nhau thân mới thẳng. Có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng dừ đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, về đời mình phải đâu may như dối chiều, phải đâu trong đục cũng đành, phải không em, phải không anh. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mãi nở ngày xưa. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mãi nở. Con đã ra đi,
núi sông Quảng Trị còn ghi tháng ngày, dòng sông nở ngọn núi ní, con xin ở lại lấy đây làm nhà. Chúng con mỗi đứa một quê, đứa quê Thanh Hóa, đứa người Nghệ An, sau miền quê một chiến hào, tháng ba cánh cốt bom gào đạn rơi. Gọi núi mồ côi cồn tiên nọ đàn